Nạn trộm cắp xe vẫn còn diễn biến phức tạp dù chính quyền các địa phương và người dân đã có những biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn. Nhiều xe gắn máy hai bánh dù đã được khóa cẩn thận vẫn bị bọn trộm lấy đi một cách dễ dàng, nhanh chóng, trừ những trường hợp mà chủ nhân biết trông giữ xe một cách cẩn thận. Tình huống sau đây sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người. Đây là hình ảnh được ghi lại từ hai camera an ninh vào khoảng 12 giờ trưa. Hai thanh niên đi trên một xe máy chạy vào hẻm, cả hai đều bịt kín mặt. Xe dừng lại đầu hẻm, người thanh niên ngồi sau bước xuống xe, dòm ngó xung quanh như định làm một việc gì đó. Người thanh niên còn lại thì quay đầu xe và đứng chờ ngay đầu hẻm. Hành động tiếp theo của hai thanh niên này sẽ là gì? Một trong những chiếc xe gắn máy này sẽ bị lấy trộm chăng? Mời quý khán giả cùng theo dõi lại đoạn clip. Tại con hẻm này có nhiều chiếc xe gắn máy đang đậu nhưng không một ai trông chừng. Sau khi người thanh niên mặc áo khoác này bước xuống xe, có lẽ vì nhìn thấy cánh cửa này đang mở, cho nên anh ta chọn chiếc xe máy ở xa để tránh bị phát hiện. Gần 30 giây trôi qua, vì khóa xe khó mở, người thanh niên này bỏ đi. Liệu rằng cả hai sẽ bỏ cuộc chăng? Nhưng không, sau khi được đồng bọn trao cho một đồ nghề mới, tên trộm trở lại với chiếc xe máy vừa bẻ khóa dang dở. Vậy lúc này có ai từ trong nhà phát hiện vụ trộm hay không? Nhanh đến bất ngờ, chưa đầy 2 giây, anh ta đã bẻ khóa thành công và lập tức lấy xe trộm được phóng đi cùng đồng bọn. Cùng xem lại khoảng thời gian từ lúc hai người thanh niên này xuất hiện tại con hẻm đến lúc tẩu thoát là khá lâu. Nhưng khu vực đậu xe không có ai quan sát tài sản của mình, và đó chính là cơ hội để hai tên trộm ra tay một cách dễ dàng. Đồng hồ hiển thị 3 giờ sáng. Tại một dãy nhà trọ có gắn camera an ninh, cửa đóng, trong sân có khoảng 4 chiếc xe máy đang đậu và một dãy xe đang đậu dưới chân cầu thang. Một lát sau, cánh cổng bị mở toang ra, phía trước chỉ còn lại 3 chiếc xe. Đã có chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên có một bóng đen lấp ló trước cổng ngôi nhà này. Có người đưa tay vào mặt trong chiếc cổng, tay còn lại đang cầm cây kìm cộng lực để cắt ổ khóa. Đây là bọn trộm đêm trắng. Đứng lây hoay mở khóa một lúc lâu thì bóng người bỏ đi. 2 phút sau thì người đó quay lại, thò tay qua cánh cổng, mở cửa bước vào. Đây đích thị là bọn trộm. Chúng nhìn trước ngó sau, rón rén đi vào. Tờ áo đen tiến lại gần chiếc xe máy đang đậu sát tường. Tờ áo trắng tiến vào bên trong. Ngay lập tức, tờ áo đen dắt chiếc xe máy ra ngoài một cách dễ dàng vì chiếc xe không khóa cổ. Tờ áo trắng cũng tiến đến một chiếc xe máy. Hắn lấy xe cũng rất dễ dàng vì xe này cũng không khóa cổ. Hai tên trộm thản nhiên dắt xe đi, không một ai phát hiện. Điều đáng trách là hai chủ nhân của hai chiếc xe này đã không khóa cổ xe để cho bọn trộm ra tay một cách dễ dàng.